âm dương thảo mộng thì bàn giá sinh tại sơn cao thị đồng hồ sơ giá làm chi trung kỳ điểm ngật ngật chi cao sơn vạn trường sâm la kỳ đổi tam báo chi kỳ năm giao long đồng tinh quay điều tưởng phi nôi biện tính kinh tà thần kiều kim chu thị khải quan biết hình nghi chi chiều có kế văn khai nay nguyên di kim cứ vì chín bảy cách ba tư gia công bốn thần ban chủ ai tử mai tấn tài hôn tử nguyễn thuận nguyệt hạ vần nhị thập nhất nhật tý thời đương tài tỏ trung truy nguyên chính là miền bắc ngoại tỷ di tử tôn việt duyệt vạn tài hư vinh chỉ đao bản thiên phục duy thường đường thanh hương ở đâu mau về đây không cần có đá kê tham chạm chạm tây phương mộc chạm chư mô vương không cần có đá đệ tứ chạm đệ ngũ chạm chạm trung phương ngọc chạm trừ vô phương cung đình có đáp sắc khu trừ quan tài phong ngồi an cứu tịch phát sang đại tử tôn luôn thế thu vật hóa vạn vật giai quy tất sắc nhị thập tứ khí chi tiết dụng đá các thời đại tiểu đẳng gần vì ngô sở thì đại phá tiểu phá tất sắc vô thần vô sắc tất sắc nhất hiệp niệm kỳ lân phượng hoàng nhất trương quang minh đường thực mộc thực tài áo nhập các tinh phúc tinh nhập địa cấp cấp như luân ngành kỵ nhất địa an hồn tử sinh hữu trị cấp cấp như luân ngành đệ nhất hạ hạ khổ vong trả an như nhà tang lễ cầu giấy thượng phụng k
thân tang trụ, ai tử mai tấn tài, hôn tử Nguyễn Thị Đào, ai nữ Mai Thị Thanh Tú, tế tử Phạm Quốc Bảo, ngoại tôn Phạm Tuệ Ninh, Phạm Mai Anh Ngọc, Hiệp Đồng Gia, Dương Môn Nguyễn Đẳng, Cung Thừa Phụ Mệnh, Mai Văn Tín, Kim Nhân, hành lễ phát tang, cần dĩ nhang đăng, hương hoa, tạp bàn, chi nghi, cung trần lễ giá, nguyện giám đan thành, cảm chiêu cao hôn. Cung thịnh Vong Ninh, Hiển Tỷ, Nguyên Quý Thị, Quý Viết Thanh Hương Trinh Hồng, Nguyên Mạnh Sinh Ngư, Mậu Tuất Niên, Muội Nguyệt Nhật Thời, Phụ Sinh Hưởng, Hà Ninh, Lục Thập Thất. Chi nghiên cứu tọa tiền viết, tư giả thành phục, tốt cấp lê ra, tha nơi, xót thương mẹ, công ơn dưỡng dục, dạy con cháu nên người, yếu đạo phận thằng con, chiêm uống tán tán, hiện thiên chữ. Ai để tự nhận ký chế, phúc ai thức tuân thường. Lê Đình và Nguyễn Thị Thanh Hương bắt đầu vào 18 giờ.
2024 tại phòng tổ chức tang lễ số 3, nhà tang lễ Cầu Giấy. Lễ truy điệu và đưa thân vào hồi 9:30 cùng ngày. Phần thứ hai, đại diện gia đình có lời cảm tạ, sau đó để linh cữu ra xây và buổi lễ tang kết thúc. Lễ viếng bà Nguyễn Thị Thanh Hương bắt đầu sẽ trọng kính mừng gia đình Nam Tuyến và bên trong hội trường làm lễ dân hương, sau đó đứng tổ chức linh cữu.
thái bình rạn rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng. Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mà tình hồn. Lời ru mát mát êm như sáo diều rực rỡ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát. Yên giấc mẹ yên vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo néo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chia. Tràn chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe. Lời ru giao duyên nuôi đôi suối rừng răng tre. Sóng ven thái bình im lìm khi tiếng lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ. Một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca. Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà. Khắc ghi bên lòng con trẻ muốn bước. Lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm xưa. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu. Khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu. Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng bạc màu. Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ. Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ. Tiếng thương duyên và tiếng nghe thương. Tiếng thương này của các vị bỏ ra cho mẹ. Nào để kẻ của cô sợ chúng ta để và viên đi mưa. Thay mặt cho mẹ cả cô tôi lại. Cô xin chia sẻ để nào cô lại xảy. Chân cô ta bỏ mẹ. Và cô xin được thương và
nhỏ cùng các thất tại yêu yêu mà tỉnh. Ta luôn là người con trong ngoan học tập tốt, được bạn bè thầy cô yêu quý. Đến tuổi trưởng thành, ba cũng phải trở thành những kỹ thuật của quân kỹ luyện kim. Sau đó, ba công tác tại đại học y khoa số 1 Hà Nội. Năm 1983, ba đã xác định và chọn vào việc nhà máy tân đường sinh trưởng. Đứa con này lớn vào năm 1983 và người con trai vào năm 1990. Năm 1996 và chuyển về làm việc tại cục công nghệ tin học ngân hàng nhà nước. Đến năm 2013, bà nghỉ hưu trở về an cư cuộc sống với gia đình và người thân tại phủ Lãng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Bà tiếp tục tham gia công tác tại đơn vị của nhà nước. Trong thời gian công tác, bà luôn là một công viên chăm chỉ, kỷ luật và sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà không phải ngại khó khăn trong mọi công việc được phân công. Bà luôn luôn hồi sở giá trị luôn có trong môi trường của công tác nhà và môi trường đồng nghiệp tin yêu, quý mến và nhận trả. Quá trình công tác tại bộ công nghệ tin học ngân hàng, bà đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong đó. Thank you.
mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là dáng che che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ thương tất cả các em, mọi người coi là chồng và cũng thành thương. Bây giờ là xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đến thăm đến đưa tôi chị em. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau có sẽ đến người. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Tôi
bằng tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày làm lũ vì con, đạo làm con luôn thấu hiểu. Cảm ơn mẹ cho